Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả những người anh em. Bên trong còn rất là nhiều tiết mục, cho nên là Duy Phước xin được phép dừng sân khấu lại và một chút xíu nữa. Hát mãi là anh em đi xuống. Còn ở đây còn rất là nhiều anh em ở đây, Duy Phước vẫn còn ở lại đây. Và một chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe DJ và chúng ta sẽ cùng quẩy tiếp. Bây giờ để theo lời yêu cầu, bây giờ một ca khúc nữa cũng sôi động gửi tặng cho cả nhà của mình. Một bài nữa nha. Một bài nữa. Ok. Đường này anh lo. Thôi bây giờ một ca khúc nữa sôi động gửi tặng cả nhà của mình trước khi nói lời chia tay. Một ca khúc sôi động được mang tên Những Lời Dỗ Dàng. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn quý vị. Chờ hết mình luôn. Alo, alo. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Ở dưới có thể giơ tay cao lên cho anh thấy đâu à. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Quẩy lên, quẩy lên đâu. Anh em ơi, anh em ơi, giơ luôn à. Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Giã từ từng tình yêu hai lối đi, để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mong mơ gì không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Tay đâu, 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 tay đâu. Em đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đang vỡ ta. Mình anh thôi xin mang thương đau, còn mong sao em mau quên đi gì bao giờ. Say đâu, say đâu. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên đâu. Xuống lòng gì rồi lại phải lên đâu. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên đâu. Ai đi ra thì cứ đi ra, ai đi vô thì cứ